Tại lúc mà mình đi xuống nghĩ cái dốc, trời, cái dốc ở trên làm sao mà đi lên. Chuẩn bị tinh thần đi. Mới đi lên một cái dốc gì đúng rồi. Khổ, em cũng anh thở không nổi mà. Em Lâm bị té xe không biết không? Em biết. Biết. Hai đứa bị nè. Từ từ không sao. Không phải té xe vì là chạy lái không an toàn mà. Trông làm rơi cái áo. Cái áo sắp vào bánh xe. Chưa vào sắp vào bánh xe. Thế là phải dừng xe lại xong rồi. Để chống chân mà chống đúng cái họng. Đổ kiểu mà đổ thì ông đằng sau này ông đã đè hết cái xe rồi đâu nữa mà. Mình rơi lên chỗ. Xe cái này người này không kể, xe trung phi. Mình nằm im lắm mà luôn mà bố. Tao người chẳng thấy sao vậy, nằm im hết. Nằm đi mèo ông này à. Để đâu vậy? Để đâu vậy ông này? Mình thấy rồi. Cả xe máy là đuôi là đè lên đúng đó. Cả hai cái túi này luôn. Nhưng mà cái gì buồn cười là cái cameraman đó. Nó hết hình. No hết hình. Ok. Oh, bắt đầu không hết hình vì là phải lấy cái cảnh đó rồi đó. Không lấy được, không biết đâu được. Camera hết. 1, 2, 3, 4. Ok. Tại nhiên Vũ camera phải quay lại hình để cho mọi người xem. Muốn không bị cảm lắm á. Thì thứ nhất là che chắn cái gái của mình. Cái nó ảnh hưởng lên não luôn. Cái thứ hai ấy, đó là khi mà nóng ấy, không uống nước lạnh trực tiếp mà uống nước mát bình thường hơn. Yếu người. Mà khi di chuyển á thì em chỉ nên chịu nhận bình bột kiểu đang mệt quá dốc bao nhiêu nước vào người để bình vô tu như vậy uống một ngụm nhỏ. Rồi khi nào nhìn hẳn thì uống. Khi mà anh bị thở nhiều và hoạt động nhiều, anh mệt nhất khi mà bạn anh hầm hập không, mà anh hầm 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 mà tai anh nóng. Tai nóng, những cái lúc mà cảm giác như vậy mà không cố nữa, nên nhìn. Nếu quay lại mà chưa thì anh xíu vậy. Anh gặp anh một kẻ. Đang nước mà. Mấy nước. Úi giời ơi. May là anh em mình. Ren. Mình ký gọi Ren Tô. Bọn anh bị mất sức quá nhiều luôn á. Thì nó vừa nắng, vừa nóng, vừa mệt. Và cái lúc mà đi tìm á. Năm về xuất phát. Ngay. Bọn em về xuất phát. Việt Nam. Hoặc là bây giờ hai người về chót sẽ cùng có cùng kết quả giống như nhau.